Kính thưa quý vị, là Ngài Thiền Sư ngày hôm qua đã giảng cho chúng ta nghe là khi mà chúng ta quán chiếu những cái đề mục ở trên thân, bắt đầu từ cái sự phòng xẹp của bụng, và bằng cách là hướng cái tâm, đẩy cái tâm đến cái đề mục, thì người thiền sinh có thể thấy được cái bản chất thật sự của sự vật, thấy được, phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc một cách rõ ràng, và cũng cùng một thế ấy hiểu được cái nhân và cái quả, cái tương quan của nhân và quả. Và người hành giả cũng thấy được là khi mà một cái vật ở bên ngoài nó đến và nó gặp cái con mắt chẳng hạn, và khi mà nó gặp thì nó sẽ đưa ra cái sự thấy hay là nhãn thức, thì nhãn thức nó sanh khởi. Thì cái vật ở bên ngoài, cái vật thấy được và cái con mắt là cái phần vật lý hay là thân, còn cái nhãn thức là tâm. Thì cái phần thân nó làm cái điều kiện cho cái phần tâm nó sanh khởi. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta nghe một cái tiếng động, thì cái tiếng động với lại cái lỗ tai khi mà nó gặp nhau thì nó đưa ra cái sự nghe hay là nhĩ thức, và cái sự đụng chạm, cái sự nếm vân vân thì nó cũng tương tự như vậy. Tức là hai cái phần đầu đó là thuộc về thân, và khi nó đưa đến cái phần sau tức là cái phần tâm, cho chúng ta thấy được cái nhân quả và cái sự tương quan giữa thân và tâm. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta muốn đứng dậy thì trước nhất là chúng ta có cái tác ý là muốn đứng dậy, thì cái tác ý là cái phần tâm, nó là cái nhân, và cái thân nó sẽ đứng lên, thì đó là cái phần tác ý là tâm, và cái sự đứng lên là cái tâm, đó là cái kết quả. Và khi mà chúng ta có những cái cảm giác khó chịu thì chúng ta hiểu được cái sự bất toại nguyện của cái sự vật, và chúng ta thấy cái tương quan nhân quả này một cách rõ ràng. Và muốn thấy nó rõ ràng như vậy thì chúng ta phải niệm, ghi nhận những cái đề mục trong từng một cái giây phút một. Khi mà nó vừa mới sanh khởi là chúng ta phải niệm cái đề mục đó ngay lập tức. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục hành thiền và niệm như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái sự sanh và cái sự diệt của các đối tượng. Thì lúc ban đầu cái tâm nó chỉ có thấy được cái phần ở giữa, nhưng mà nếu mà cứ tiếp tục hành thiền thì sẽ thấy được cái phần đầu và phần giữa. Và còn sau đó, nếu mà tiếp tục hành thiền thì sẽ thấy được cái phần đầu, phần giữa và cái phần cuối. Và như vậy là người thiền sinh sẽ thấy được cái sự tận diệt, cái sự biến mất của cái đối tượng. Thì khi mà chúng ta thấy như vậy là chúng ta thấy được cái sự vô thường, cái đặc tính vô thường của sự vật. Và chúng ta khi mà thấy cái đặc tính vô thường thì chúng ta cũng thấy cái đặc tính khổ, và chúng ta cũng thấy luôn cái đặc tính vô ngã. Và trong một cái niệm như vậy là chúng ta thấy cả ba cái đặc tính. Thì đây là cái trí tuệ của minh sát. Và cái nghĩa của cái chữ Vipassana thì là có nghĩa là cái sự hiểu biết về thân và tâm, hiểu biết về cái sự tương quan của nhân quả, và hiểu biết qua nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thì ngày hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe là làm thế nào mà để cho những cái tuệ minh sát này nó sanh khởi. Và Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe qua cái khía cạnh lý thuyết và thực hành.
Và bình thường thì Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe trong 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà ngày hôm nay Ngài sẽ giảng đến 1 tiếng rưỡi, cho nên Ngài mong là các thiền sinh hãy có cái sự kiên nhẫn mà ngồi nghe thêm 30 phút nữa. Vì các thiền sinh ngồi ghi thực tập và ghi nhận cho nên mới thấy được cái phân biệt được cái danh và cái sắc hay là cái thân và cái tâm, và thấy được qua 3 thời, tức là thấy được lúc bắt đầu, cái đoạn ở giữa và cái đoạn cuối. Thì thấy như vậy hay là giải nghĩa cái sự thấy như vậy là qua kinh điển. Còn nếu mà qua vi diệu pháp thì là thấy được cái nhân, thấy được cái điểm bắt đầu, thấy được cái lúc mà cái đối tượng đó nó trụ, và cái đoạn thứ ba là thấy nó diệt. Thì khi mà người thiền sinh có thể phân biệt được danh sắc, thấy được nhân quả, mặc dầu là chưa thấy rõ cái đoạn cuối của cái đề mục, nhưng mà nếu mà người thiền sinh nỗ lực tinh tấn hơn thì sẽ thấy, vì trong cái lúc đầu niệm và định nó còn yếu cho nên chưa thấy được cái phần cuối. Và khi mà sự tinh tấn và chánh niệm mà nó trở nên mạnh mẽ hơn thì người thiền sinh sẽ thấy được cái đoạn cuối của cái đề mục. Người thiền sinh sẽ thấy rằng cái đề mục nó sanh khởi và nó sẽ không có kéo dài mãi mãi, và sau đó thì nó phải biến mất đi. Thì theo cái sự suy diễn thì người thiền sinh sẽ hiểu rằng cái sự thay đổi đó, cái sự vô thường đó, nó đã có mặt ở trong quá khứ và nó cũng sẽ có mặt ở trong tương lai. Và những cái gì mà nó đúng ở trong cái con người của mình, tức là cái sự thấy cái sự vô thường khi mà mình quán cái thân của mình, thấy nó bất toại nguyện và thấy nó là vô ngã, thì những cái đặc tính đó nó đúng với mình và nó cũng đúng với những người khác. Chẳng hạn như khi mà chúng ta quán tưởng đến cái sự phồng xẹp của bụng thì lúc ban đầu chúng ta thấy rõ ràng cái đoạn giữa, và sau đó khi mà chúng ta hành thiền, tiếp tục hành thiền thì chúng ta sẽ thấy cái đoạn đầu và cái đoạn cuối. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta quán thấy cái sự nóng, lạnh, căng, cứng, vân vân, chúng ta cũng sẽ thấy rõ như vậy. Và chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái đề mục mà chúng ta quán chiếu đều có cái đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Và khi mà chúng ta thấy như vậy thì là chúng ta thấy cái dấu hiệu của điều kiện, hay thì là tiếng Pali là Sankata Lakkhana. Và chỉ có khi nào mà chúng ta thấy cái này thì chúng ta mới có thể thấy được cái đặc tính chung của cái sự vật. Có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và khi mà chúng ta thấy một cái đặc tính vô thường thì cái đặc tính thứ hai, tức là bất toại nguyện, chúng ta cũng sẽ thấy. Chúng ta thấy là cái sự bất toại nguyện này là vì tất cả những cái pháp nó đều chịu chịu đựng cái sự đè ép của cái sự vô thường. Cho nên vì có cái sự đè ép của vô thường mà chúng ta cảm thấy bất toại nguyện. Và chúng ta cũng thấy cái đặc tính thứ ba, tức là vô ngã, là vì chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái thực thể nào mà nó đứng ra nó điều khiển cả, chỉ có những cái hiện tượng nó xảy ra, nó sanh và nó diệt tự nó, không có ai ở đằng sau điều khiển.
Và cái trí tuệ này là cái sự thấy được những cái đặc tính chung của mọi pháp. Khi mà chúng ta quán chiếu những cái đề mục, chẳng hạn như là chúng ta quán chiếu về cái cảm thọ, thì chúng ta cũng thấy tất cả đều có cùng một cái đặc tính, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và chỉ có khi nào mà chúng ta thấy được cái dấu hiệu của cái sự, của điều kiện, và lúc đó chúng ta mới có thể thấy được những cái đặc tính chung. Và khi mà chúng ta thấy được cái đặc tính chung, tức là cái sự vô thường, bất tội nguyện và vô ngã, thì lúc bấy giờ cái tuệ minh sát mới bắt đầu sanh khởi. Và tất cả những cái điều mà vừa mới nói ở trên, thì cái người thiền sinh khi mà hành thiền thì sẽ kinh nghiệm được. Khi mà chúng ta thấy ba cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã, thì cái thái độ của chúng ta đối với những cái vật mà chúng ta quán chiếu nó sẽ thay đổi. Lúc ban đầu thì là chúng ta lầm lẫn, chúng ta nghĩ rằng những cái hiện tượng thân và tâm này nó là những cái gì mà mình ưa thích, nó đem lại cái sự hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ khi mà thấy ba cái đặc tính đó thì chúng ta thay đổi. Chẳng hạn như chúng ta quán chiếu cái sự phồng của bụng. Và khi mà chúng ta thấy cái sự phồng đó nó biến mất đi, nó diệt tận, thì chúng ta hiểu rằng cái sự phồng đó nó không có mãi mãi, nó không có trường cửu. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy được cái sự diệt tận của các pháp, thì chúng ta hiểu được cái đặc tính vô thường, cái bản chất vô thường của nó. Lúc ban đầu khi mà chúng ta nhìn những cái pháp thân và tâm, thì chúng ta xem nó như là một cái gì mà nó thường còn. Và khi mà xem như vậy thì nó đưa đến cái sự ngã mạn. Khi mà người thiền sinh thấy được cái sự vô thường, cái bản chất vô thường của các pháp, thì tâm của người thiền sinh được thoát khỏi cái sự ngã mạn. Khi mà thấy được cái sự bất toại nguyện của cái thân này, thì người thiền sinh mới hiểu rằng tất cả những cái pháp mà nó vô thường thì không có tốt. Mình không có dựa lên trên những cái pháp này được vì nó vô thường. Tất cả các pháp đều không có thường còn, đều vô thường. Và khi mà thấy như vậy thì chúng ta sẽ vứt bỏ đi cái tà kiến là tất cả những cái pháp là đưa đến cái sự lạc thú, sẽ đưa đến hạnh phúc. Lúc ban đầu khi mà chúng ta quán những cái đề mục danh sắc, thì chúng ta xem nó là những cái đề mục mà đưa lại cái sự thích thú, thì chúng ta dính mắc vào nó. Tiếng Phạn là tanha. Và khi mà chúng ta dính mắc vào nó thì là chúng ta sẽ thấy cái sự đau khổ. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thấy được cái sự vô thường của nó, cái sự đau khổ của những cái vật mà chúng ta, cái đặc tính bất toại nguyện của những cái vật mà chúng ta quán chiếu, thì cái tâm của chúng ta sẽ được giải thoát khỏi cái sự dính mắc, hay là giải thoát khỏi ái dục. Lúc ban đầu thì chúng ta khi mà quán chiếu thì chúng ta có cái cảm tưởng như là nó có một cái thực thể nào, hay là có một cái ngã nào nó có mặt. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta hiểu là tất cả các pháp thì nó đều xảy ra theo cái bản chất tự nhiên của nó, chứ không có ai ở đằng sau điều khiển cả. Cho nên cái tà kiến về cái ngã kiến nó được loại trừ.
và cái tâm của người thiền sư lúc đấy thì được thanh lọc, loại bỏ cái ngã kiến. Và nhờ kinh nghiệm ba cái đặc tính chung, tức là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã, thì ái dục và cái sự ngã mạn và cái tà kiến là có cái ngã, nó được loại trừ. Cái sự ái dục thì nó gồm có ba loại. Cái sự dính mắc thì nó có ba loại. Cái thứ nhất là dính mắc qua cái ngã, sự ngã mạn. Và cái thứ hai là qua ái dục. Và cái thứ ba là qua tà kiến. Thì nếu mà chúng ta không có quán chiếu những cái sự vật theo đúng cái bản chất thực sự của nó, thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta phân biệt được thế nào là thân, thế nào là tâm. Chúng ta không thể nào thấy được cái nhân quả, cũng như là chúng ta cũng không thể nào hiểu được ba cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Chúng ta không có thấy luôn cả những cái đặc tính riêng của mỗi một cái sự vật mà chúng ta quán chiếu. Và cái sự không thấy này, cái sự không biết này gọi là vô minh, hay là tiếng Phạn là avijja. Và tệ hơn nữa, chúng ta có thể tiếp tục đi trên cái con đường ngược lại, có nghĩa là chúng ta xem những cái vật đó là những cái gì mà đem lại cái sự hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta không thấy những cái điểm xấu của nó. Khi mà chúng ta nhìn những cái đối tượng thân tâm này, thì chúng ta xem nó là những cái gì hay, những cái gì đẹp. Chúng ta muốn thụ hưởng nó, chẳng hạn như chúng ta muốn nghe, muốn thấy, muốn ngửi những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích, thì khi đó ái dục nó sanh khởi. Và ái dục sanh khởi mà mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn, thì nó trở thành một cái sự dính mắc hay là thù, hay tiếng Phạn gọi là upadana. Thì khi mà có thù thì sẽ có hữu, tức là sự tái sinh. Thì như vậy, ái thì sanh ra thù, thù đưa đến hữu, hữu đưa đến sanh, và sanh thì đưa đến cái sự đau khổ. Và khi mà chúng ta phân tích cái sự đau khổ này, thì chúng ta tìm thấy cái nguyên nhân của nó là khi mà chúng ta quán chiếu những cái sự vật, thì chúng ta không có thấy được những cái điểm xấu, những cái điểm bất lợi của những cái vật mà chúng ta quán chiếu. Khi nào mà chúng ta thấy được những cái điểm xấu này, thì lúc đó chúng ta sẽ không có còn thích, hay là không có còn ái dục nữa. Tại sao vậy? Chỉ vì chúng ta thấy được những cái điểm xấu, những cái điểm bất lợi của nó. Thì có một cái ví dụ mà Ngài đã giảng cho chúng ta nghe ngày hôm qua, đó là cái ví dụ về một cái mảnh vải. Thì chúng ta muốn đi mua một cái mảnh vải, chúng ta đến tiệm, chúng ta mua một cái mảnh vải mà chúng ta thích. Thì lúc ban đầu chúng ta nhìn thì cái mảnh vải đó nó đẹp, nhưng mà nhìn kỹ thì nó có ba cái lỗ. Thì bấy lâu mà chúng ta không có thấy ba cái lỗ ở trên cái tấm vải đó, thì bấy lâu chúng ta có một cái sự dính mắc vào cái mảnh vải đó, chúng ta cho là nó đẹp. Nhưng mà khi nào mà chúng ta giải cái tấm vải đó ra và chúng ta thấy được ba cái lỗ, thì chúng ta sẽ không còn dính mắc bám níu vào cái mảnh vải này nữa. Cái sự ưa thích của cái mảnh vải này bây giờ nó không còn nữa. Thì trước khi mà chúng ta nhìn thấy cái lỗ ở trên cái tấm vải, thì chúng ta xem nó rất là đẹp, chúng ta ưa thích nó, chúng ta bám níu nó. Nhưng mà chỉ có khi nào mà chúng ta vừa mới thấy cái lỗ, thì chúng ta sẽ không còn ưa thích, sẽ không còn bám níu nó nữa.
Thì khi nào mà chúng ta chấm dứt cái chuyện mà chúng ta ưa thích nó, khi mà chúng ta thấy cái lỗ ở trên cái mảnh vải, và khi mình những cái lỗ đó nó nằm ở đâu thì nó nằm ở trên cái mảnh vải. Thì khi mà chúng ta nhìn cái tấm vải đó thì cái tấm vải là một và những cái lỗ là một cái chuyện khác, hai cái này là hai cái nó khác nhau. Thì nếu mà chúng ta lúc đầu nhìn thì chúng ta nhìn lúc đầu thì thấy một cái chỉ thấy một cái sự khái niệm của cái mảnh vải, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ vào thì chúng ta thấy cái đặc tính thật sự, cái bản chất thật sự của nó. Thì khi mà chúng ta thấy ba cái đặc tính của những cái pháp danh sắc mà chúng ta thấy rõ, thì chúng ta nhìn rõ thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm xấu của nó. Và cái này nó cũng tương tự như là khi mà chúng ta nhìn kỹ vào cái mảnh vải để chúng ta thấy ba cái lỗ. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái ba cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã của sự vật thì chúng ta giải thoát khỏi cái sự ái dục và bám níu. Thì khi mà người thiền sinh dùng cái thí dụ này thì sẽ hiểu rõ cái ba cái đặc tính chung. Thì như là nó nói ở trên, cái sự bám níu thì gồm có ba loại: bám níu qua cái sự ngã mạn, qua ái dục và qua tà kiến. Thì nếu mà chúng ta không có quán chiếu một cách kỹ lưỡng khi mà cái đề mục nó vừa mới sanh khởi thì chúng ta sẽ lầm, và chúng ta sẽ cảm thấy thích thú khi mà chúng ta quán chiếu nó. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy được cái bản chất thật sự của những cái vật mà chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của nó, thì khi mà thấy được cái sự nguy hiểm của nó thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự thoát khỏi ái dục và bám níu, hay là thoát khỏi ái và hữu. Nếu mà chúng ta không có thấy cái sự nguy hiểm của nó thì chúng ta sẽ không có giải thoát khỏi cái sự ái dục và cái sự bám níu. Và cái kết quả của cái sự không thấy này là chúng ta sẽ hành động, và cái hành động của chúng ta đôi lúc là hành động thiện, đôi lúc là bất thiện. Và nếu mà làm việc thiện thì nó sẽ đưa cái kết quả thiện tốt, nếu mà làm việc bất thiện thì nó sẽ đưa đến cái kết quả xấu. Và nếu mà chúng ta hành động hoặc là thiện hoặc là bất thiện thì nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh ở trong tương lai. Nếu mà ái và thù nó không có sanh khởi thì chúng ta sẽ không có làm những cái việc bất thiện. Thì như vậy chúng ta sẽ không có gặp phải những cái kết quả xấu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn làm những cái việc thiện, và những cái việc thiện đó thì nó sẽ đưa kết quả. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu phân biệt có hai cái loại thiện pháp. Một cái thiện pháp là nó đưa đến cái sự tiếp tục trôi lăn ở trong luân hồi, và cái thiện pháp thứ hai là đưa đến cái sự chấm dứt của cái vòng luẩn quẩn. Thì tiếng Phạn nó gọi là Vivatagami Kusala. Thì cái sự luyện tâm hay là Bhavana ở đây mà chúng ta thực tập ở đây thì là thuộc vào cái loại thiện pháp thứ hai, tức là cái thiện pháp mà nó sẽ đưa đến cái sự chấm dứt của cái kiếp luân hồi hay là của cái vòng tròn. Và khi mà chúng ta luyện tâm thì chúng ta sẽ không có phải tái sanh nữa. Chúng ta đau khổ là vì những cái phiền não, mà những cái phiền não nó có là vì chúng ta đã làm những cái việc ở trong quá khứ. Và khi mà chúng ta làm những cái việc này trong quá khứ thì nó đưa đến cái kết quả, mà khi mà nó đưa đến cái kết quả thì là chúng ta phải chịu đau khổ. Thì nếu mà chúng ta
Hiểu như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cứ mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta niệm nó thật là quý giá, là vì trong mỗi một cái khoảnh khắc ấy, chúng ta, cái tâm của chúng ta được giải thoát khỏi cái sự đau khổ. Thì cái pháp, cái thiện pháp mà nó đưa đến cái sự chấm dứt của luân hồi mà chúng ta hành thiền thì nó sẽ không có đưa chúng ta đi tái sanh nữa. Luôn cả khi mà chúng ta muốn lúc nào cũng trẻ, chúng ta vẫn phải già nua. Khi mà chúng ta không muốn chết, chúng ta không có muốn bị bệnh hoạn thì chúng ta cũng vẫn bị mắc bệnh. Khi chúng ta không muốn chết, chúng ta cũng vẫn bị chết. Khi chúng ta không có muốn sầu khổ, chúng ta cũng vẫn bị sầu khổ. Những cái gì mà nó đang xảy ra ở trong cái kiếp này thì nó sẽ tiếp tục xảy ra trong nhiều cái kiếp tới. Tại sao như vậy? Đó là vì nghiệp. Và tại sao chúng ta tạo ra nghiệp? Đó là vì chúng ta có ái dục. Và chúng ta có ái dục là vì chúng ta không có thấy rõ, chúng ta hoặc là không thấy rõ, hoặc là chúng ta thấy không có đúng. Như vậy, vì chúng ta không thấy, vì chúng ta không có trí tuệ, cho nên chúng ta có sự ưa thích. Khi có sự ưa thích thì có cái sự bám níu. Khi có sự bám níu thì có sự trở thành. Khi trở thành thì có sự tái sanh và tiếp tục cái vòng tròn nó như vậy. Có một ngày có cho cái thí dụ là chẳng hạn như khi mà chúng ta trồng một cái cây, rồi nó lại héo úa đi, rồi nó chết, rồi chúng ta lại trồng một cái cây thứ hai, nó lại héo và nó chết, chúng ta lại trồng một cái cây thứ ba và nó cứ tiếp tục như vậy. Thì khi mà chúng ta thấy như vậy thì cái điều hay nhất là chúng ta ngừng, chúng ta không có trồng cái cây đó nữa. Hoặc là một cái ví dụ khác là chúng ta xây một cái nhà và cái nhà nó sắp sửa nó sập thì chúng ta lại sửa nó, sửa xong rồi nó lại sắp sửa nó bị hư hoại, nó sập, chúng ta lại sửa lại và cứ tiếp tục như vậy mãi mãi. Thì khi mà chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta mới nhận định rằng hay nhất là chúng ta không có nên xây cái nhà đó nữa. Vậy như vậy là cứ mỗi lần mà chúng ta có một cái kiếp sống mới là chúng ta có một cái sự đau khổ. Thì nếu mà không có một cái kiếp sống mới thì sẽ không có cái sự đau khổ. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết, chúng ta có trí tuệ. Mà khi mà có sự hiểu biết thì chúng ta sẽ không có vô minh. Cho nên chúng ta phải giữ chánh niệm, chúng ta phải ghi nhận. Và khi mà chúng ta sống và chúng ta hành thiền như vậy thì cái pháp thiện đó, như là đã nói ở trên, tiếng Phạn gọi là Vivatagami Kusala, tức là cái pháp mà nó không có đưa đến một cái sự tái sanh ở trong luân hồi. Và bây giờ trong cái phần mà chúng ta thực tập thì Ngài Thiền Sư nhắc lại là chúng ta chú tâm vào cái thân của chúng ta, tức là chúng ta đưa cái tâm vào cái sự phòng xẹp của bụng lúc ban đầu, và chúng ta giữ chánh niệm ở trên cái đề mục đó, và dần dà thì chánh niệm, nhờ chánh niệm mà cái tâm nó nằm sát ở trên cái đề mục, và từ đó chúng ta hiểu thấu được, chúng ta có thể thấy được, phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc. Và nếu mà chúng ta tiếp tục hành thiền như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái sự sanh diệt của cảm thọ chẳng hạn, hay là sự sanh diệt của cái sự căng cứng vân vân. Và sau đó thì chúng ta thấy được cái đặc tính vô thường, và từ đó cái tuệ minh sát nó sanh khởi. Thì khi mà thấy cái sự vô thường thì chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm
hay là thấy được những cái sự xấu xa của những cái pháp mà chúng ta quán chiếu. Và khi mà thấy cái sự nguy hiểm của nó thì chúng ta sẽ không có ưa thích nó nữa. Và như vậy, khi mà chúng ta thấy một cách đúng đắn thì cái sự thấy hay là cái minh, vichcha, nó sẽ đẩy cái bóng tối của cái vô minh đi. Và khi mà cái trí tuệ nó sanh khởi thì cái sự ưa thích nó không có còn nữa. Chúng ta sẽ không làm những cái việc bất thiện nữa. Và cái vòng, cái luân nó sẽ chấm dứt. Khi mà chúng ta hành thiền thì cái gì nó sanh khởi trong tâm của chúng ta? Cứ mỗi một phút thì có 60 cái khoảnh khắc mà có những cái tâm thiện nó sanh khởi và vắng bóng cái sự vô minh. Thì trong 5 phút thì có 300 cái khoảnh khắc mà vắng bóng cái sự vô minh đó. Khi mà chúng ta muốn ghi nhận những cái đối tượng mà nó vừa mới sanh khởi thì ngay lập tức chúng ta phải ghi nhận nó. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn. Hay là nếu mà nói theo bát chánh đạo thì chúng ta cần phải có, hay là chúng ta có cái chánh tinh tấn. Thì lúc ban đầu khi mà bắt đầu hành thiền thì người thiền sinh cần phải có cái tâm sở gọi là tầm vitakka. Nhưng mà sau này khi mà hành thiền đều đặn trở thành tinh luyện hơn thì khi cái tâm sở tầm đó nó trở thành cái chánh tư duy ở trong bát chánh đạo. Và với chánh tinh tấn thì những cái con đường bất thiện nó sẽ bị đóng và những cái con đường thiện nó sẽ mở to ra. Với chánh niệm thì là cái tâm nó được bảo vệ. Nhờ có chánh niệm mà cái tâm nó không có bị chao động, tức là chúng ta sẽ không có bị chạo cử và cũng không có bị hoài nghi. Và cái tâm nhờ như vậy mà cái tâm nó sẽ nằm trên cái đề mục một cách kháng khít. Và ba cái yếu tố mà nói ở trên, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, khi mà cái tâm nó nằm ở trên cái đề mục kháng khít thì chúng ta có cái sự định tâm. Thì ba cái yếu tố nói ở trên đó là thuộc về cái nhóm định ở trong bát chánh đạo. Và cái nhóm định này thì nó đẩy lui những cái phiền não mà nó nổi lên ở trong tâm ý. Khi mà tâm nó kháng khít với cái đề mục nhờ cái tâm sở tầm, và người thiền sinh thấy được cái sự sanh diệt của những cái sự, thì cái sự thấy đó là chánh kiến. Thì cái tầm như là nói ở trên, khi mà nó trở nên điêu luyện thì nó là chánh tư duy. Thì chánh kiến và chánh tư duy là hai cái yếu tố mà nó sẽ cắt đứt những cái phiền não mà nó ngủ ngầm trong tâm. Và trước khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta giữ giới, và nhờ cái sự giữ giới đó mà chúng ta không có làm những cái, chúng ta tránh làm những cái việc bất thiện. Và qua thân khẩu và ý, qua thân và khẩu, thì như vậy là chúng ta tránh được những cái phiền não mà nó bộc lộ ra bên ngoài. Thì cứ mỗi một khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận là chúng ta có thể giải thoát được khỏi những cái phiền não. Cứ mỗi một khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận là chúng ta đang thực tập ba cái pháp thực tập giới định huệ, và chúng ta sẽ gặt hái được những cái thiện tâm cao thượng. Chúng ta sẽ loại trừ được ba cái loại phiền não, cái phiền não bộc lộ ra bên ngoài, cái việc là phiền não nó nổi ở trong tâm, và cái phiền não nó ngủ ngầm ở trong tâm.
Và Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về trí tuệ trong những cái ngày vừa qua. Và Ngài đã nhấn mạnh đến những cái bản chất thực sự chỉ có khi nào thấy được khi mà chúng ta niệm trong từng khoảnh khắc và niệm ngay trong cái giây phút mà cái đối tượng đó nó sanh khởi. Và nhờ chúng ta niệm như vậy mà chúng ta có thể thấy được rõ ràng thế nào là danh, thế nào là sắc. Và với cái sự hiểu biết này, với cái trí tuệ này thì là cái sự vô minh nó sẽ vắng bóng. Bắt đầu từ khi mà chúng ta niệm cái sự phồng xẹp của bụng, từ đó chúng ta phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc, nhân quả vân vân. Và cái tâm của chúng ta nó không có còn hoang mang nữa. Và đó là nhờ cái công năng của trí tuệ. Cái công năng của trí tuệ là nó làm sáng những cái đề mục mà chúng ta quán chiếu. Khi mà cái tâm của chúng ta nó không có bị hoang mang nữa, nó sáng, thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính vô thường. Khi nào mà chúng ta quán và thấy cái đặc tính vô thường thì cái sự hiểu biết này không phải là cái sự hiểu biết qua sách vở, mà chúng ta kinh nghiệm và chúng ta thấy được cái sự diệt tận của các pháp. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy được khi mà những cái pháp đó nó vừa mới sanh khởi. Thì nếu mà chúng ta thấy, lúc đầu chúng ta thấy cái đặc tính riêng của các pháp, chẳng hạn như là cái sự căng, cứng, nóng lạnh, vân vân, chúng ta không những biết được, phân biệt được danh sắc, mà chúng ta biết được cái nhân quả, và chúng ta cũng biết luôn cái ba cái đặc tính chung, tức là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Đó là cái bản chất của tất cả các pháp. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ thấy nó một cách rõ ràng. Và cái sự thấy này là trí tuệ. Thì cái bài pháp của Ngài đến đây là chấm dứt. Và Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.